lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thâm sâu. Nhớ thương đầy vội mong thấy ai mỉm cười, lan môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, ngắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu hoài câu luyến thương. Hoang hồn như nở hoa trong chờ hồi âm đắng cay trong lòng, thấy tiếc hồng chiều tím không mây, đường cũ bước lần về buồn nhẹ say giấc tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng vui tiến đưa lá thu trầm. Từng lá nghe buồn buồn tưởng bước ai tìm về, bờ sông vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Bờ sông vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim bao giờ cho quay. Từng ngày hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều, từng ngày hai đứa yêu nhau một ước bao nhiêu. Mong quang hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túm liều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túm liều sinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm mây, rồi mình xin khóm trúc xanh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn và cung hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm trời hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Tóc liễu lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Tóc liễu lý tưởng của em và của anh, đâu đâu nào anh ơi. Tóc liễu nó đã say bằng riêng bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, tình không chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mơ chơi bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp liều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp liều sinh. Túp liều lý tưởng đó, túp liều lý tưởng đó, túp liều lý tưởng của mình em ơi. Ai ơi. Ê!
ô xoay chân đi nè đi ôn ơi bệnh mệt xa khá. Ô xoay chân đi nè đi ôn ơi bệnh mệt xa khá. Vừa bận cá na bóng sùm trò thà ôi chuông ôn sầy. Vừa bận cá na bóng sùm trò thà ôi chuông ôn sầy. Và Minh Thảo, hai cái bạn này có giọng hát rất là đặc biệt, một cái đội rất là mạnh.
anh Thắng và anh Trọng là một cái người cũng đã có kinh nghiệm ca hát cũng chắc lâu rồi, thì mình nghĩ là mình phải cố gắng để học hỏi thêm nữa, để làm sao cho mình theo kịp anh Thắng và anh Trọng. Ok, rồi như vậy hôm nay là khá hơn rất là nhiều rồi. Vũ nghĩ là cái điều quan trọng là phải tương tác và diễn với nhau. Tại vì cái bài này mình cứ tưởng tượng ra giống như là đang một mối tình tay bốn luôn đi. Thì nói chung là khi mà bất kỳ một chàng trai nào hát thì cũng phải tương tác với lại em. Cho nên là nó sẽ làm cái bài hát nó có cảm xúc hơn. Riêng mà mình á, thì mình kỳ vọng là sau cuộc thi này mình sẽ có cái cảm xúc trong bài hát hơn, và khán giả yêu quý mình hơn, có nhiều người biết đến mình hơn trong cái sự nghiệp. Hy vọng của Sớt thì muốn được tỏa sáng về nền âm nhạc của người Việt, và muốn đem cái những gì mình hiểu biết để cho khán giả và tất cả mọi người biết đến mình và cái giọng hát của mình nhiều hơn. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì, ngờ như không biết hay tìm quên đi. Từ khi em nỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt đôi tâm hồn. Tình yêu chắp cánh bay cao, mang về trả lại chẳng sao. Anh chẳng anh em khổ vì ai, em khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại đông cho tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình em yêu sao giống đời đọa phù dung. Sớm ngỡ tôi tàn, xót xa duyên mình chưa thắm đành dở dàng. Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa ca, ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà, trăng nước hiền hòa. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà, ngày nay mình đành bỏ nhau cánh sau đau. Mình đành bỏ nhau quên cuốn dưa ban đầu, trắng nước bạc màu. Người đành bỏ người như sương khói sau chiến tàu. Em biết chăng em anh ngủ nào
không xóa được buồn hôm nay. Người phụ đời em khi đã cạn chén tình say, để lại thương sầu chót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Hỏi em có biết hay không mà sao em để tôi nhớ tôi mong cách chi nào chẳng đau lòng. Chót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Hỏi em có biết hay không mà sao em để tôi nhớ tôi mong cách chi nào chẳng đau lòng. Chót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ. Giờ Hưng được mời, xin được mời người có cái nút ruồi thiệt ở trên khóe môi để nói. Ồ, bên kia là giả hả? Chấm nhưng mà chấm. Giả. Dẻ nhưng mà giả. Dẻ chứ không phải giả. Hơi bị ngợp á Hưng ơi, đỏ quá. Nhìn hướng luận viên đỏ vậy, trên kia còn đỏ hơn nữa. Dễ sợ cho trấn áp ban giám khảo, huấn luyện viên quá à. Hai bài hát kết hợp rất là ngọt ngào. Nói về sớt ơi, bớt căng thẳng chưa? biết ngày căng thẳng lắm, căng thẳng nở nụ cười xem sớt. Cậu này là căng thẳng 24/24 thì đó, căng thẳng lắm. Mà hồi nãy vô được cái câu đó, Vũ quay qua dòm tôi cười chứ bộ. Không biết chứ bộ. Sớt có một cái giọng hát, cái chất giọng khi cất lên nó có một chút đặc biệt. Minh Thảo, em hát thể loại này rất là ngọt ngào, nhưng có một cái chị nói, không biết em có cảm nhận hay không, em bớt miết cái chữ đi, nghe nó cứng lắm. Còn nói về Thắng với Trọng, hôm nay mình hát kể cả sớt luôn, ba người có một tí xíu, một vài chỗ nó cứ chệch choạng về cái cao độ, nó không được chính cho lắm. Và Trọng thì cái đoạn cuối em đau khổ quá, Trọng ơi, đau khổ cực kỳ luôn. Không biết anh Hưng chỉ hay sao vậy? Trời, em có. Trời ơi, đau khổ coi như là thấy rõ ràng là quá đau khổ chứ không phải đau khổ. Lê quên rồi hả? Người ta là diễn viên múa. Ok, cái đó đau khổ, mình đau khổ từ trong đây đi. Mình đau khổ ra ngoài quá, nó hơi bị dữ dội quá. Không biết là quay qua Minh Thảo có cảm thấy là cắn rứt lương tâm khi mà làm cho anh Trọng đau khổ dữ vậy không? Nói chung là một tiết mục rất là ngọt ngào. Xin cảm ơn. Mời Minh Tuyết và bạn em Nu. Gì cười? Em Nu. Hồi nãy giờ chị Ly với lại Đan Trường cũng nói hết những gì mà Tuyết suy nghĩ hồi nãy giờ. Và thấy được điều đó, đúng là không có ngờ là trong cái bài này mà cuối cùng sớt lại hát tốt, gần như tốt nhất. Tuyết thấy rằng các bạn hát á, nó không có giống như các bạn bị gằn từng chữ một á, nó không có được liền lạc. Dòng nhạc Hương nó cần một giống như là một cái dòng suối, nó uyển chuyển từ cái chữ này qua cái chữ kia. Tiết chế lại cái vấn đề đó thì mình hát nó sẽ ngọt ngào hơn ha. Biết đi cưng. Dạ, biết rõ cho nhân kiến đường quay nha. Đó là những cái góp ý của Tuyết gửi đến cho các bạn trong cái tiết mục này. Dạ, xong chị ký biên bản giùm em cái gì? Rồi, rồi. Đây chị ký cho cưng. Ký này kìa. Đàm Vĩnh Hưng 8 triệu. Bút xa là gà chết nha. Dạ. Dạ, xin mời đồng chí Nu. Nếu mà nói về đội của anh Đàm Vĩnh Hưng thì đúng là đóng mát đội của anh Đàm Vĩnh Hưng, vì chỉ có đội của anh Đàm Vĩnh Hưng mới tìm ra được những điểm như thế này. Thứ nhất là cấu trúc bài nó rất là lạ, ao cái câu em thấy anh này anh đứng hoài anh không hát, xong cái em chờ coi ủa sao hát hết trơn rồi, chết rồi, gần ao rồi, giờ anh ao sao, anh ao một cái câu nó ngược trở lại của, tức là anh chỉ đợi đúng câu ao đó thôi. Và tất cả mọi thứ là đều có lý do, chẳng hạn như chị Ly lúc nãy, chị Ly có góp ý cái bạn Thảo là hát miết cái chữ á chị Ly. Dạ. Rồi thì thật ra chị là hình như dạ. Là anh Hưng anh có ý đồ hết.
À vậy hả? Vậy ngay cả cái tạo hình cũng như là ngay cả cái tóc, ngay cả cái câu hát cũng có cái sự ý đồ hết. Và hát cái kiểu miết kéo kéo cái micro là em cũng thấy có cái ý đồ ở trong đó. Vậy bây giờ thôi giờ thì mình như là dòng dấu luôn, dòng dấu dòng lô diện. Alo, dòng lô diện. Em đã nghe anh Hưng ảnh phá một câu xanh rờn đó là ảnh lôi vô luôn đó. Dạ vậy bây giờ đúng hay sai? Giờ anh Hưng nói đi anh Hưng. Thì mọi người thấy đúng hay vậy sai? Mắc đi. Mọi người có cảm nhận không? Để anh Hưng giải thích đi. Đúng là chị Ly đã nói những cái lời nó hết sức là đúng chính xác luôn. Cái dòng nhạc này khi em hát nhạc trữ tình á, đừng có miết mà đè cái bài hát cái chữ nó quá, nó sẽ bị dẹp ra về sớt á. Để nói cho mọi người nghe, để nói sớt mà giữ bình tĩnh là một công việc khó hơn là lên trời đó. Lúc nào nó cũng quýnh quán, lúc nào cũng lo sợ. Đại ca cả thấy nhìn hát được chưa đó. Mà Hưng đã từng đem sớt và Minh Thảo tới một cái nơi phòng trà để tập riêng 12 giờ đêm để sửa một nốt một thôi, không làm được, nó sợ lắm. Mỗi lần gặp Hưng nó quýnh quán lên là xong nói mày về ngay lập tức liền, không được hát giống như vậy nữa nha. Đó thế là 6 giờ sáng gửi cho tôi một cái tin nhắn, quá trời những cái giọng luôn, hát đúng một câu đó thôi mà hát khác hẳn luôn. Một cái sự phấn đấu rất là tốt luôn. Và Thạch Sớt là một nhân vật rất là kỳ lạ, thiệt bạn này lạ lắm luôn á, lạ ơi là lạ luôn, hàng lạ, nói thiệt. Nhiều lần bạn ấy cứ đề nghị là đại ca ơi có thể cho em hát dự thi một bài Khmer nào không. Trời đất ơi, bạn ấy là người Khmer, thế mạnh bài Khmer. Và bạn ấy đã bỏ một đêm để dịch cái bài Xót Xa ra bằng tiếng Khmer luôn. Thôi cho hát đi, cho hát thử đi một câu thôi, thử một câu đi cưng, cho mấy anh chị ngạc nhiên, cho Quang nghe tông, nghe tông. Quang xuống pha. Em xin gửi đến một ca khúc Xót Xa. Thôi thôi thôi, một ca khúc. Cái gì một ca khúc chữ vậy? Trời ơi ơi. Chắc cái này tới ngày mai quá. Mình xa man chật bóng sơ lanh ôn lăng phiền. Bọn sông tức bên anh pro tì thật lầm thật lầy. Về lôn đách chất miên cu thức mây. Nồng truông bong chướt lè. Ôn plex rốc ra ôn nơi đây thường. Anh Hương ơi, em nghe có tiếng một chỉ. Đó. Dạ, cho em xin phép em nói một câu thôi. Tại vì quý vị biết không, cái bài này tập là rất là nhiều lần, cho nên là tập riết mà đến nỗi mà không còn hồn vía gì hết trơn á. Em mới nói là thôi Sếp ơi, bây giờ ông cứ nhìn tôi, ông cứ tưởng tượng nào hoa hậu nào cũng được hết trơn, ông cứ có hồn liền thôi à. Nó nói thôi được rồi, để tôi hát nhắm mắt. Rồi xong rồi bắt đầu em nói ôi trời được rồi đó, ok. Rồi bắt đầu cái nói ông tưởng tượng hoa hậu nào gì? Tôi tưởng tượng hoa hậu Campuchia. Dạ cảm ơn. Ok rồi, bây giờ nhận xét như các anh các chị đã đưa ra những cái ý kiến nó rất là chính xác. Sớt đã lội ngược dòng một cách rất là ngoạn mục. Chúc mừng em và chúc mừng luôn cả Thắng Trọng nữa. Trong tình yêu như thế nào
biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang. Nồng sâu tuy sống làm sao mà chờ, chưa đổ bên biết nơi nào đụng trong. Một ngày nên duyên, một bước em nên người vợ yêu, bỏ lại sâu lưng bây em ngơ ngác đứng trông theo mắt đường. Thấy mẹ vui hơn mà lệ trang rưng rưng, rằng do con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được. Sầu thắm ướt đôi mi, xin em một lời cho ước nguyện tình yêu vui. Thương nhau không tròn thôi ra từ đi em ơi. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn, bờ môi tắc hẳn nụ cười. Giây phút bên nhau nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Em ơi, thà rằng ngày xưa em đừng thề, trong cuộc đời yêu chỉ anh thôi. Thì ngày nay anh đâu buồn phiền khi em ngoảnh mặt cho anh vào cuộc trăng đua tình. Em ơi, thà rằng ngày xưa em đừng thề, trong cuộc đời yêu mãi anh thôi. Thì ngày nay anh đâu tuyệt vọng, phong ba ngập lòng trông theo bụi hồng em bước vui. Bước lang thang như kẻ điên cuồng, biết đêm nay đi về nơi đâu. Vẫn lang thang kẻ không nhà, biết đi đâu đêm dài bơ vơ. Muốn quen em mới lang thang, biết đêm nay về nơi đâu. Qua mau nỗi buồn chợt dâng lên cao, người ơi biết chăng lòng đau. Đường chia đôi ngã xa xôi miệt mùng, người vui duyên mới riêng em lạnh lùng. Khi thuyền rời mang hương yêu,
bỏ lại dòng sông cô liêu, tôi cho cánh sang đỏ chiều. Tình ơi trên núi cho người quên môi cười, tàn đêm đau phần buồn biết rằng làm sao thôi hết rồi nhìn nhau lần cuối, nghe chai sầu rung trong lòng tôi, dấu tâm sự phút giây lìa đôi. Đừng quên anh nhé, hương xưa một thời, tìm trong di vang cơn mê gọi mời. Một lần tình yêu ly tan, một đời người vui cao sang, còn tôi không duyên muộn màng. Thôi điểm nét phong xưa, yêu đôi tay ngà làn má thơm tóc xanh, buông là lời như em như bao thuở ấy. Thôi có anh em chưa từng sâu, chưa đi âm thầm mà vắng đêm thâu, hay mang hoang lành ngoài bên vắng. Ơi em về đâu cho đời mình luôn nhớ nhau. Em dần xa mãi, ngày đi buồn không nói một câu cho với nỗi nhớ. Hãy lắng chút xót nên em nhận lời, mai lục kiệt thiếu trong coi lòng em thiếu anh. Từ lúc vắng anh nên em thường buồn, hay tháng ngoài ngò vắng đêm thơ, hay ghi câu nhạc tình héo hát với tâm từ sầu đau kể từ ngày xa cách nhau, hay ghi câu nhạc tình héo hát với tâm từ sầu đau kể từ ngày xa cách nhau. Từ lúc vắng nhau nên ta thường buồn. Thao slang bon tê, bon lành slang thao tê. Là anh yêu em không? Và anh em có yêu Thảo không mà Thảo có yêu em không? Dạ yêu. Sao em biết? Dạ em người không em biết. Vậy cho tôi tràng pháo tay được không hả? Okun là tiếng Khmer là cảm ơn. Okun, dạ. Còn Thảo slang bon tê là Thảo có yêu em không? Anh này nói có. Gan ghê không? Mà không có tình yêu chắc không thể hát hay như vậy được. Yêu nhau không hôn nhau à? Người Khmer yêu nhau có hôn nhau không? Dạ có. Đó, em nói có nó chạy ra rồi. Thôi để quân luyện viên người ta nhận xét. Đôi quân luyện viên quê ở Quy Nhơn có một đôi lời cho Trà Vinh. Ủa chứ phải nói Vũng Tàu nói hả anh? Quy Vũng Tàu, Quy Nhơn, luôn miền Trung đi. Vũng Tàu nói đi. Em có nói giọng Khmer được không? Vậy thôi nói giọng bình thường đi. Tính vào thời điểm này thì Thạch Sớt đã khá hơn những vòng trước. Hát có thể đi tới đi lui và diễn của bạn Thảo.
Nhưng mà ngày hôm nay thì Sớt, anh thấy có vẻ hơi lo ra một cái gì đó. Thảo ngày hôm nay làm quá xuất sắc. Khi mà em buông câu hát đầu tiên, rất là đắt giá, vì làm cho người nghe lôi cuốn vào liền. Em chuyển rất là xuất thần. Một lần nữa anh chúc mừng cho bạn Thảo và bạn Thạch Sớt tiết mục này. Thì đúng là Sớt tiến bộ hơn nhiều. Mà có lẽ Ly nghĩ là chắc cũng khớp nhiều, là tại vì hôm nay Minh Thảo dễ sợ quá, không thể tưởng tượng được. Ly quay qua Hưng là Ly... Tại vì câu đầu tiên em xuống quá ngọt, tốt. Tất cả tinh thần hai bài hát em làm ra hết. Cho nên là em kêu xa, rồi em ma mị, rồi em chảnh quá. Đâu đang Sớt đâu biết làm gì đâu. Thì nên ra là Thảo hôm nay chị phải khen, chị khen em, chị khen dữ lắm á. Khen Thảo một lần nữa nè, tuyệt vời. Cảm ơn, cảm ơn. Xin mời hai huấn luyện viên Nô Phước Thịnh và Minh Tuyết. Hôm nay Thảo làm rất tốt. Nhưng cái này riêng chỉ một mình sự suy nghĩ của Tuyết, chứ không biết người khác có giống Tuyết không. Tại sao mỗi lần Tuyết coi Thảo, hình ảnh Phương Thanh nó cứ vẫn dính trong đầu của Tuyết? Tôi nghĩ chút xíu chuyện này là Hưng sẽ lý giải ngay lập tức. Về Thảo thì gần như là đã định mệnh và nó ăn liền ở trong máu rồi, không có thay đổi được. Giống như ngày xưa Hưng đã từng bị ảnh hưởng một giọng ca khác, gần như là Hưng không muốn thay đổi, không muốn nghe ai góp ý hết trơn á. Anh ngày xưa cũng đã từng bất chấp, không nghe ai hết. Anh thích cái người đó, anh chỉ làm theo người đó. Người ta có cái nón, anh sẽ đổi cái nón. Người ta đeo cái nhẫn, anh đeo cái nhẫn. Y chang vậy mới chịu được. Thế nhưng tới một ngày nọ, khi Hưng thực hiện một cái CD của mình, và Hưng hát một bài hát hoàn toàn lạ, không phải là bài mẫu của người đó hát, thì Hưng phải hát theo cách của mình. Thì vô tình cái bài đó lại bài làm cho Hưng nổi tiếng. Đây là câu chuyện anh muốn nói với em, là mình sẽ từng ngày tự tách ra và tìm ra chính mình. Để cho Hưng nói về Thạch Sớt một chút xíu. Cái trường hợp này, cái ca này rất là đặc biệt. Tiếng, cái ngôn ngữ mà dùng chữ để sắp đặt, để diễn đạt câu nói đó, chậm hơn người bình thường rất nhiều. Rất là tội nghiệp. Nhưng mà cái sự thay đổi đột ngột như vậy là một kỳ công. Có thể dám nói một điều như thế này nè, là bạn này là được tổ gọi. Đúng. Ông tổ ông đãi đi lên sân khấu là khác phải không? Đánh tông khác mà vô một tông khác, được không? Mà không biết là hát sai luôn. Mà lúc nào lên sân khấu, lúc mà diễn chính thức lại rất là tròn trịa. Đúng. Ngày hôm nay thực sự là hai em đã làm cho anh hãnh diện, nhất là Thảo. Những gì khuya hôm qua mình đã chỉnh sửa từng ly từng tí một, từng bước đi, cái quay lại nhìn, cái đưa tay lên, em làm chính xác hết. Anh rất là hãnh diện. Cảm ơn các em. Yeah. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, thì nếu yêu mến cặp đôi này, đừng quên bình chọn mã số 17 ạ. Vâng. Kể người nghe đời lán và điệp một chuyện tình cây đắng. Lúc tôi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thôi đẹp vui như bướm trắng say đắm bên làn, lạn như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn, huyền thế non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về, điệp cùng lan chung bước, cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi, lan khóc đời người đi. Lần cuối gặp nhau lan khẽ nói, thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, điệp ơi lan cắt tóc quên đời vì anh. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi tình tan vỡ. Lan đau buồn quá khi hay đêm đã đi say mộng gia đình. Ai nào biết cho ai đời quá chua cay, duyên đành lỡ vì.
chôn từ đây, vui chôn từ đây. Anh đã quên rồi câu khen, có lẽ họ đẹp họ sang họ nhà cao cửa rộng nên anh đắm anh say anh mơ anh mong, còn nhớ thương chi người con gái quê mùa. Cắm sào trên bên đời, những người đi rồi có bao giờ trở lại bên sông xưa. Thôi còn chi đâu mà mơ ước đợi chờ, một lần đưa tiễn là trọn đời mình vĩnh biệt. Thôi Điệp còn nhớ đơn lang không, thiền môn bạn lòng mà chi. Từ ngày lỡ mối tình si, thân làng gửi chúng từ bi trọn đời. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bình bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình rồng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi, chưa quên vắng ta ngày ta lại về, cùng theo lũ em học hành xưa. Rồi đây sau cơn mê sóng cạn lại thành dòng, xuôi về ngọn quê. Ngày đó tay em dài vốn cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mộng xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi. Thạch Sớp, Minh Thảo. Thưa quý vị, khi Minh Thảo mà hát cái đoạn cải lương thì là một điều hết sức bất ngờ và thú vị. Và có lẽ đây là một cái cảm xúc mà huấn luyện viên Cẩm Ly trong số các huấn luyện viên sẽ cảm nhận nhiều nhất. Vì chính cái vai Lan mà tôi đã từng đi xem tại nhà hát Bến Thành đã lấy không biết bao nhiêu là nước mắt của khán giả. Và bản thân Cẩm Ly khi đã hết vở tuồng chào khán giả rồi vẫn không có ngăn được dòng nước mắt của nhân vật. Tự nhiên khơi gợi lại là sao ta? Thì tôi thấy bạn sắp khóc, tôi cho bạn khóc luôn. Anh ác với em quá. Trong chương trình này em cố gắng là người đàn ông mạnh mẽ. Vẫn ta ở dài đó, mái tóc. Và là bài hát đó, nó gợi nhắc cho em rất là nhiều kỷ niệm trong giọng hát của Sớt.
Sớt được ông trời tặng cho một cái điều món quà vô cùng đặc biệt là tự nhiên hoàn toàn. Nói chung là hai cái nhân vật này là kỳ lạ lắm. Nói tới Thạch Sớt là như Minh Tuyết nói, sau chương trình này người ta nhớ đến Thạch Sớt nhiều nhất là đúng. Em đã làm rất tốt tiết mục này. Anh rất là hạnh diện. Cảm ơn các em. Vâng, Dương Triệu Vũ đã lấy được bình tĩnh rồi. Cười được rồi, xin mời bạn. Sớt ơi, mặt đừng căng nữa. Có thể cười một cái được không? Khi mà xem Sớt diễn á, Thảo là Vũ an tâm 100% rồi. Nhưng mà khi mà Sớt diễn với Thảo là Vũ lo lắm. Chỉ sợ lâu lâu ông này ông nổi hứng, ông nói câu gì vô nữa là trớt quớt hết. Cho nên là khi mà mỗi khi mà đang hát cải lương mà ông cầm cái mic lên vậy là Vũ ngồi Vũ run. Trời đừng nói gì nha Sớt, đừng nói gì nha Sớt. Cho nên hôm nay á là Sớt làm rất tốt, nhất là cái bài Qua Cơn Mê hát rất ngọt ngào. Nhắc lời vô một chút. Gì? Tuyết, vậy nè Tuyết tới mức độ vậy luôn nè. Học vô trong hỏi cái bài, anh hát lại cho nghe coi. Anh lại về bên em, nói hay là anh muốn em làm anh lại về bên em, nói, hát bình thường thôi, không phải cứ phải cái lại nó giống như là mình lại về phải không anh? Vậy luôn đó, nó ngây ngô mà nó như em bé nó lại, có nhiều cái chỗ không hiểu được. Rồi hồi nãy đó thì thật ra trong lúc mà Minh Thảo á hát cải lương thì tôi nghĩ là làm sao người Campuchia gốc Campuchia mà hát cải lương được đây, thì bây giờ hát được không? May mà nén lại không. Trời hát ơi, lúc đó còn được. Bây giờ thì có hát được không? Hồi đó giờ em chưa hát giọng cổ cây lương lần nào hết, nhưng mà em chỉ nhái giọng cho vui thôi, như nhái giọng khác. Được chuyện có được không? Quá tuyệt vời. Mấy năm cách biệt mình gặp lại nhau, cúi mắt ngỡ ngàng đường ai nấy đi. Giờ em ván đã đông thuyền, cuộc đời con gái qua rồi, từ ngày bước sang thuyền hoa. Còn bài cải lương em để đâu? Giọng cổ, giọng cổ. Giờ cuộn tình chia hai lối, từng đêm xuống nước mắt âm thầm rơi. Thôi, cái này không phải cải lương. Thấy chưa, đừng có bài ra, tôi nói. Thôi anh đừng bài ra đâu. Được rồi. Giọng cổ, hát giọng cổ giống như cô này, cô hát giọng cổ. Trời ơi, bay xa cơ giữa chiến trường, thoa tiếng nên gió đông sương, đành chia tay dính biển với bạch thu hà. Sơn là tên của người khác. Thôi thôi thôi, đừng hát. Tên Võ Đông Sơn nha, chưa, chứ phải là Võ Đông Sơn. Đúng rồi. Thưa quý vị, SC khoảng trống, mã số bình chọn 17, gửi về tổng đài 6540.